Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Phía trước mặt anh chị là đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Trãi ha. Cái cầu thang bắc qua đó đó là bệnh viện Nguyễn Tri Phương và đây là bệnh viện Quân Y. Đó, 7A ha. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là Nguyễn Trãi và Trần Phú. Mình đi thẳng đường Nguyễn Trãi này là khu vực của phường 2 quận 5 nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở phường 2 của quận 5. Ở căn nhà mới cực kỳ đẹp luôn Nhà sử dụng toàn bộ nội thất cao cấp hết á Sổ hồng riêng hẻm trước nhà là hẻm 4m nha anh chị Nhà này thì được xây dựng với kết cấu là một trệt một lửng và hai lầu sân thượng ha Máy che thang Đó. Ở đây là đường Nguyễn Trãi nha Rồi mình đi thẳng luôn ở đường Nguyễn Trãi này là vào buổi tối là bán đồ thời trang quần áo rất là nhộn nhịp luôn nha anh chị đó hai bên nè cực kỳ nhộn nhịp luôn nha mình qua bệnh viện Nguyễn Trãi một một tí xíu là tới rồi thì đây mình đi thẳng là về quận nhất nha nhà này thì tiếp giáp với lại quận 10 nè quận 3 đó, gần rất là nhiều tiện ích xung quanh luôn bệnh viện trường học đầy đủ hết ha đó, bên tay trái mình là thì có bệnh viện đó nè đường góc đường vụ hữu nghĩa ha đó là mình qua bên trận đạo bệnh viện chấn hương Chính hình rồi bên tay trái của mình nè anh chị thì mình thấy bệnh viện nguyễn trãi nè khu vực chợ bầu sen nhà thờ chợ quán nha đó, đối diện với chợ bầu sen là vị trí căn nhà của mình đó anh chị ở à, ngay góc đường của Quỳnh Mẫn Đạt gọi là góc đường của Quỳnh Mẫn Đạt và Nguyễn Trãi ha rồi nhân sẽ đứng đây ở à, góc Quỳnh Mẫn Đạt và Nguyễn Trãi nhân đứng đây và review bên trong cho anh chị mình xem nha Quỳnh Mẫn Đạt và đường Nguyễn Trãi rồi nhân sẽ đứng vị trí này ha và review vào trong tới căn nhà cho anh chị mình xem ha hẻm rộng rãi rồi hẻm này hả anh chị hẻm này vào nhà của mình nha xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành hiện tại nhân đang ở góc ngã tư giữa đường Quỳnh Mẫn Đạt và đường Nguyễn Trãi ha ở đây là hẻm 133 đường Quỳnh Mẫn Đạt ha Đó. vị trí ngược lại này mình chạy về đường Quỳnh Mẫn Đạt và Phan Văn Trị về Trần Hưng Đạo rồi nè anh chị về bệnh viện 115 hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở khu vực phường 2 của quận 5 nha nằm ở hẻm thông từ hẻm 113 thông sang hẻm 131 đường Nguyễn Trãi luôn nha anh chị Đó. bây giờ nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha căn nhà này hiện tại thì kết cấu là một trệt một lửng và hai lầu nhà đúc bê tông cốt thép ha có sân thượng luôn nha anh chị à, có sân thượng luôn nha hẻm trước nhà là hẻm 5m nha anh chị hẻm trước nhà là hẻm 5m ha hướng nhà là hướng đông bắc Hướng nhà là hướng Đông Bắc ha, nằm ở hẻm Thông, Thông sang đường Phan Văn Trị nè, Thông sang Nguyễn Trãi nè, Thông ra Quỳnh Mẫn Đạt ha, đi lại rất là nhiều hướng luôn. Đó. Ngang là ba m sáu và chiều sâu vào là 13m nha anh chị, 3m6 sâu vào là 13m ha. Sổ Hồng Riêng có Hoàng Công, mua bán ký công chứng sang tên. Rồi đây là vị trí căn nhà của mình ha anh chị. Đây là vị trí căn nhà của mình ha. Rồi nhân sẽ đứng đây và review bên trong cho anh chị mình xem nha. Rồi nhân tiếp tục review cho anh chị mình xem ha. Đó căn nhà này nha anh chị. Căn nhà này ha. Nó có cái uh, lửng bằng kính cường lực nè. Trước nhà có cái cây ha. Khu dân cư hiện hữu ha. Khu dân cư hiện hữu hết luôn. hẻm này thì hẻm xong xe hẻm 313 nè. Đường Nguyễn Trãi ngoài kia là 313 đường Nguyễn Trãi. Đó, 313 đường Nguyễn Trãi ha. Còn đây thì ra phan nhân trị cũng được nha ở đây cũng ra theo anh chị nữa nè pháp lý là sổ hồng ha. hẻm trước nhà của mình anh chị đây là hẻm trước nhà của mình ha Đó. nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha Đó. hẻm rộng rãi đây nhà có cái cửa sắt này ha anh chị đây nhà có cửa sắt này nha ngang là ba m sáu nha sâu vòng 13 ba m ở ngoài đây có cái cửa sắt bốn cánh bên ngoài cửa cổng thì nhà cao ráo có làm bậc để xe cho anh chị mình luôn nè ở ngoài đây thì ốp đá qua cương nha đá qua cương hết luôn ban công nè rồi kính cường lực nè rồi ở chơi ở khu dân cư hiện hữu hướng nhà là hướng đông bắc nha anh chị hẻm rộng rãi hẻm thông thoáng sạch sẽ khu dân cư hiện hữu này là ba m sáu này là ba m sáu sâu vào 13 m nha mình có cái sân để nhà để sân để xe còn đây cái hẻm trước nhà của mình nè ở vị trí trước nhà của mình nha ở đây vị trí trước nhà của mình anh chị hướng nhà là hướng đông bắc nha anh chị hướng nhà của mình là hướng bắc đông bắc ở đây thì nhà mình cao và ở đây thì cũng có làm cái bậc cao ráo ha còn cái cửa này là cửa nhôm siêu pha hai lớp cửa là có một cửa lùa nữa nè anh chị mình đóng cửa thì mình mở cái lớp cửa lùa này ra đó là gió lùa vào bên trong ha mình đóng cửa cổng với đóng cửa này ha anh chị đó, nhôm siêu pha ha Chính cường lực nha có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi đó, nhà cực kỳ đẹp luôn nằm ở khu vực của phường 2 quận 5 anh chị 131 phường 7 quận 5 anh chị, 131 uh, sẹt 12. 131 sẹt 12 đường Nguyễn Trãi khu vực phường 7 quận 5 nha anh chị, phường 7 quận 5 ha. Đây cái lửng của nhà mình ha. Thì cái lợi làm cái lửng nên không nhà rất là thoáng nha. Đó, về thì uh, xài uh, đèn trang trí và đèn này là đèn ba màu nha, trần nhà cao ráo sạch sẽ, ngang 3,6 ha. Đây có để một cái bàn ghế nè. Không còn ghế mà cái lối đi vào cũng còn rộng rãi. Tivi đó các thiết bị đồ sử dụng đồ cao cấp không nha anh chị gạch đồ cũng là loại tốt đó, rồi bóng kính nha sổ hồng hoàng công mua bán ký công chứng sang tên ha ở đây thì là hai căn nhà của một chủ nên người ta tách ra và sổ là sổ riêng nha mình chỉ cần xây bức tường này là xong thôi anh chị đó xây bức tường bên đây là xong rồi ta tách ra nha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha nhà nằm hoàng toàn trong khu dân cư hiện hữu nha 313 xe 12 đường Nguyễn Trãi phường 7 ha anh chị giáp gần cái góc đầu tiên của video của anh chị mình xem á là ở phường 2 ở đây cái lửng của nhà mình ha anh chị ở đây cũng đá qua cương luôn nè ở hiệp này cũng đá qua cương luôn nè chủ làm mặt này thì kính cường lực nha Đó. đồ sử dụng đồ là cao cấp hết ha các thiết bị ở đây có đèn trang trí đóng là phong dịch tầng ha tủ âm tường chỗ này ha anh chị Đó. mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên giá hiện tại chủ đăng kêu là 8 tỷ 590 8 tỷ 590 triệu ha giá bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh ha anh chị mình đến xem bất sản này nếu thấy phù hợp thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá nha đó ngang 3m6 và chiều sâu vào là 13m cầu thang nằm ở cuối nha anh chị đó. cầu thang nằm ở cuối nha ở ngay chân cầu thang thì cầu thang đúc thì chỗ này chừa đờ một cái kho chứa đồ ha ở đây làm cái vách cắt uh, cắt CNC chỗ này vách gỗ cắt CNC ha đó. mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha đó. mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha anh chị ngang đó là 36 m và chiều sâu vào 13m hướng nhà là hướng đông bắc nhà được xây dựng với kết cấu một trệt một lửng và hai lầu sân thượng nhà đúc bê tông cốt thép hết đó. hiện tại chủ đang kêu là 8 tỷ 590 ở giá này bất lọc cho anh chị mua bán nhanh ha hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này qua số điện thoại là 0822 39 39 39, 39 hoặc 0922 39 39 39 ha đây anh chị mình nhìn thấy á, thì bên kia là hai gian hai căn khác nhau sổ hồng riêng ha mình chỉ cần cắt cái bức tượng giữa là là xong nha anh chị Hả? bao ha chủ bao hết ha rồi sơn lại mới cho mình luôn nha nếu mình mua được ha anh chị Hả? cầu thang chỗ này có cái tay vịn gỗ nha ở đây tay vịn gỗ cầu thang nằm ở cuối gỗ này là gỗ cam xe và mặt đi bằng đá qua cương ha Hả? và nhà vệ nhà vệ sinh nằm ở cuối cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm sifa có dán kính mờ À, các bức tường nè, bức tường này chủ lớp gạch là loại gạch cao cấp nha. Đó, loại gạch cao cấp nha anh chị. Và ở đây có cái quạt cái hút luôn nè, đèn led nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Các thiết bị đồ chủ sử dụng đồ inox loại dày hết nè Anh chị mình xem tỉ mỉ ha. Xem rất là các thiết bị đồ là sử dụng đồ của Toto ừ. đúng không Thiết bị đồ cao cấp hết. Đó, nhà vệ sinh. Sàn cũng rất sạch sẽ. Đó 313 12 đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận uh, 5. Nằm gần chợ Bầu Xe, nhà thờ chợ quán, trường uh, uh, đại học kinh tế ha. Đó. Gần bệnh viện Nguyễn Trãi, sát bên bệnh viện Nguyễn Trãi luôn nha anh chị. Đó. cầu thang thì uh, mặt đi bằng đá hoa cương nha anh chị, Đó, gỗ nè. Ở đây, ở đây mình có khoảng một khoảng sân phía sau nên mình mở cái cửa trong này lấy gió ha. Đó, trần nhà cao ráo sạch sẽ nha anh chị trần nhà cao ráo sạch sẽ ha nhà là rút bê tông có thép đây là vị trí cái lửng của nhà mình nha cửa đó, cửa là cửa gỗ tự nhiên nha căm anh chị xe. mình xem ha căm bản lề rất là dày lội gỗ gỗ căm xe ha anh chị đó. khóa là cũng đồ sử dụng khóa cao cấp không nè khóa cao cấp hết ha đó, đây cái lửng của nhà mình ha tủ tủ âm tường vị rồi dạ tủ rời ha đó, đây không gian cái lửng của mình ở đây có cái đèn trang trí ha mặt nguyên cái mặt bên này bằng kính cường lực lội dày nha có lắp rèm cho anh chị mình hết thế anh chị Đó, đây là không gian cái lửng của nhà mình ha gạch thì cũng còn rất là mới luôn rất là mới luôn nha anh chị điện âm tường hết luôn mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha đây là vị trí cái lửng mình nhìn xuống nhà nha đây vị trí cái lửng mình nhìn xuống nhà và cái đèn cái đèn trang trí vị trí ngay chỗ cái lửng nè bằng đồng đúc nha anh chị Đó, chủ sử dụng đồ cao cấp không nha Mua bán thì sổ hồng riêng. Ký công chứng sang tên nha anh chị. Sổ hồng riêng. Rồi, sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Rồi tiếp tục. Nên đi lên trên cho, cho anh chị mình xem ha. Mình vừa xem không gian của cái lửng thôi nha. Vừa xem không gian của cái lửng thôi. Rồi. Tầng trệt và tầng lửng rồi. Tiếp tục lên tầng 1 nha. Đó, cầu thang thì đường đà nè. Đường đà đúc nè ha. Đó, cầu thang bước đi rất là thoải mái luôn ở đây mình mở cửa sổ phía sau nha đó mình mở cửa sổ phía sau ở đây còn một cái kho nếu mình làm thêm cái kho chỗ này nữa ha thì là là chứa đồ hay nhìn thấy gọn hơn tủ âm tường chỗ này nữa để mình chứa đồ cũng được ha ở đây có làm cái lưới và có cung sắt bảo vệ cái cửa sổ phía sau ha Đó, nhà đúc bê tông cốt thép ngay chân cầu thang anh chị thấy mình ha cái giếng trời rất là rộng luôn mình nhìn ánh sáng tự nhiên vào thì rất là đẹp ha còn đây, nhân sẽ quay cho anh chị mình xem cái phòng ngủ ha. Mỗi tầng có cái CP điện riêng nha. Mỗi tầng cái CP điện riêng. Điện là điện âm tường hết ha. Cửa gỗ tự nhiên nha. Cửa gỗ tự nhiên. Đây một phòng ngủ lớn của nhà mình ha. Phòng ngủ suốt luôn. Và cái cửa nè, nó chìa khóa nè. Bằng đồng luôn nha. Ô, cái nhà vệ sinh. Thiết bị nhà vệ sinh nè. Đó, anh chị mình xem ha. Tô tô và cửa là loại dày nha. Cửa nhôm si pha loại dày có có cái... Ren chỗ này luôn, và gạch này anh chị mình xem ha bóng lón luôn nha anh chị trụ chủ tấm đứng nguyên khói nha trụ tấm đứng nguyên khói bằng inox chủ sử dụng đồ cao cấp hết luôn nha anh chị thiết bị là phòng nhà vệ sinh này cực kỳ rộng luôn các thiết bị nè cực kỳ đẹp nha Đó, ở đây có cái khoảng thở chỗ này cũng mở ra được nha cũng là nhôm si pha, kính cường lực thiết bị đồ nè tô tô ha Đó, đây nước ở đây mạnh nha đó, không gian nhà phòng nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ này ha rồi tiếp tục mình xem cái phòng ngủ đây là phòng ngủ lớn ở trên không gian tầng 1 nha trần nhà cao ráo đóng la phong giật tầng cái đèn trang trí ở giữa là đèn có cái quạt luôn nha điều khiển bằng remote và đèn này, này và cái có cái lo trên ngay chỗ cái, cái quạt luôn hả chú mở vậy dạ yeah. cái cái quạt đó thì ba màu có cái đèn trang trí ở giữa và có luôn cái lo ha kết nối bằng bluetooth nha anh chị và ở ngoài trước này thì có lắp rèm hai lớp nha hai lớp rèm đèn led hết đóng là phong giật tầng xuống trần nhà cao cáo và gạch thì loại gạch bóng kính hết nha anh chị loại gạch bóng kính hết có đi chỉ ha rồi đây anh chị mình xem cái không gian cái này có rồi thể... à, cái chị mình xem cái không gian của cái uh... ban công của mình nha. À, ban công này cái gỗ này cái uh... cái này là cắt xin xi ha, đó này cắt xin xi ha, tay dựng sắt nha anh chị. Hai ai ô gạch luôn, có đi đường nước sẵn. Ha. Đúc vi tông cốt thép ở đây thì gió dán gạch hết, sạch sẽ ha. Đây có cái cây trước nhà mình chiếu qua nhà mình ha, nó mát mẻ cái sân trước nhà mình ha. Hướng nhà là hướng hướng đông bắc nha anh chị. Và hẻm trước nhà của mình là hẻm 5m nha hẻm chiếc nhà của mình là hẻm 5m và nhà nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện hữu nhà xung quanh là đi nhà cao tầng hết đây ra phan nhân trị ha anh chị đây ra phan nhân trị đây ra hẻm bên đó ra huỳnh mẫn đạt qua đây ra huỳnh mẫn đạt ha đây ra Quyển Trải trãi nhà là đúc bê tông cốt thép hết nhà đúc bê tông cốt thép hết ha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha đó anh chị mình xem cái phòng ngủ thứ nhất của mình nè à. phòng ngủ lớn nha phòng ngủ cực kỳ lớn luôn đó, phòng ngủ lớn ở không gian tầng 1 ha vậy là một trệt một lửng ha và một lầu rồi ha bây giờ tiếp tục mình lên lần tầng 2 và còn cái sân thượng ở trên nữa nha anh chị đó lối đi rộng rãi lối đi rất là rộng rãi luôn ha nhà vệ sinh cực kỳ to ha anh chị mình xem à ở trên đây cửa nhà vệ sinh nè đó sử dụng cái cực kỳ nặng luôn rất là cứng luôn nha anh chị đó, rất là dày luôn nha anh chị ở đây còn cái bồn mùi tô tô nằm ngoài đây nữa nè <laughs> rồi tiếp tục mình đi lên trên nha đó, đi đá qua cương các bước đi rất là dễ dàng ha đá qua cương nguyên tấm bự 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 không anh chị nguyên tấm to không à rồi đây rồi mình lên không gian tầng uh, tầng trệt tầng lửng tầng 2 rồi ha tầng một tầng hai ha đây cái nhà vệ nhà vệ sinh đây nhà vệ sinh đây nằm ở ngoài nằm ở ngoài ha rồi ở đây thì ốp gạch sạch sẽ giống như các nhà vệ sinh ở dưới tầng trạp nè Các thiết bị nhà vệ sinh cũng đầy đủ có cửa sắt Có cung sắt bảo vệ Vòi nóng lạnh ha Vòi này rồi inox nóng lạnh, các thiết bị sử dụng đồ tô tô Đồ cao cấp hết, gạch thì cũng sạch sẽ Đó. Khoảng trống này Rồi tiếp tục mình xem cái phòng ngủ này ha Đó. Phòng ngủ này ha Trần nhà cũng cao ráo và ở đây có đèn trang trí luôn Cũng có loa Bluetooth nghe nhạc luôn trên bằng cái quạt đó luôn nha điều khiển bằng remote sổ hồng hoàng công mua bán ký công chứng theo tên một trệt một lửng và hai lầu sân thượng máy đúc ha ở đây đúc bê tông cốt thép nha ở đây đúc bê tông cốt thép hết luôn nha bồn nước mình nhìn trên kia kìa đó bồn nước nằm trên chảnh nha anh chị bồn nước mình nằm trên đó nha rồi ở đây có cửa sổ nha ở đây có cửa sổ có lắp rèn cho anh chị mình hết ở đây phòng ngủ thứ uh, uh, hai một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ một cái, cái lửng nữa nè mình muốn nới ra cũng được nha nới ra được luôn à và nhân sinh nhắc lại là căn nhà mình có chiều ngang là 3 m sáu và chiều sâu vào là được 10 13 m ha gần 13 m hướng nhà là hướng nhà là hướng đông bắc ha giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 8 tỷ 590 triệu ha 8 tỷ 590 triệu giá này còn hương lượng lọc lá thêm cho anh chị mua bán nhanh nha ở trên đây cũng làm cái, cái dạng sắt rồi nè làm lưới mình có muốn trồng cây treo dạng treo thì mình cứ treo lên ha đó. rồi tiếp tục ha không gian ở trong hồi trước này phòng này thì có cái sân thượng phía trước này nha phòng này có sân thượng phía trước ha và sân thượng này cái ban công cao ráo trồng cây ha ở trên đây là đúc luôn nha anh chị ở trên đây là đúc luôn bây giờ nên đi lên đó cho anh chị mình xem luôn ở đây thì cầu hang thì cầu hang sắt mình đi lên nha đó, còn hàng khách mình đi lên nha, đây là sân sân thượng nha anh chị Ở trên đây thì chủ cũng uh, lót gạch sạch sẽ luôn Ở đây chủ cũng lót gạch sạch sẽ luôn ha Ở đây mình gần chợ Bồ sen nhà thờ chợ quán, bệnh viện Nguyễn Trãi, đại học kinh tế Ở trung tâm của Sài Gòn đi lại nhiều nơi rất là thuận tiện ha Đó, Đây làm cung nhôm sẵn hết cho anh chị mình rồi nè Đó, Hướng nhà là hướng đông ha, hướng nhà là hướng đông bắc Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha Đó, Nằm ở trung tâm của quận 5, phường 7 quận 5 nha nằm ngay góc ngã tư giữa đường Nguyễn Trãi và đường Quỳnh Mẫn Đạt đi hẻm uh, 133 giờ cũng được nha anh chị. Đó, máy nước nóng nè. Coi không nước nóng năng lượng mặt trời nha. trên đây làm cung bảo vệ hết rồi. Đó, trên đây làm cung bảo vệ hết ha, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39. Kênh YouTube bất động sản Sài Thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản nghĩ nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 8 tỷ 560 triệu 90 triệu ha 8 tỷ 590 triệu thì hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này ha ngang 36 và chiều sâu vào là được 13 m ha một trệt một lửng hai lầu sơn tượng mái đúc ha À. Một trệt một lửng hai lầu sân thượng nha anh chị, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Rồi, bây giờ nhân sẽ review sơ là cho anh chị mình xem ha, hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này ha và hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi nhân xin chào hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau.